cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với Family Fun Time Review. Hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn rất là đơn giản và nhanh gọn, đó là món nuôi. Hiện tại bây giờ mình đang luộc nuôi nè cả nhà. Ở trong cái nồi nuôi này mình có bỏ chút xíu muối và chút xíu dầu ăn, và mình sẽ luộc trong vòng 10 phút. Sau khi 10 phút mình sẽ đem ra xả nước lạnh nha cả nhà nha. Cả nhà ơi, nước sôi mình bỏ cà rốt vô rồi nè. Bây giờ mình chuẩn bị mình bỏ chả cá với lần tôm vô nước nha. Bây giờ mình bỏ chả cá vô nha. Chả cá thắt lát. Nấu súp nuôi ăn với nuôi nha cả nhà. Đây mình có tôm đó cả nhà. Bây giờ mình cũng bỏ tôm vô luôn. Mình sẽ bỏ chút xíu tôm xay nè, cho cái nước nó ngọt. Sau lên mình nêm nếm là mình có một nồi súp cho cái tô nuôi nha cả nhà nha. Bây giờ mình nêm nếm nha, mình nêm chút xíu muối, bột chicken powder nha, chút xíu đường, đường thì bỏ đường phèn, và mẹ mình bỏ cái đường phèn rồi nha cả nhà. Cho cái nước nó ngọt, tại mẹ không có nêm đường cát trắng. Giờ mẹ cho thêm một chút xíu nước mắm nha. Rồi mình ăn lạt lạt nha, mình sẽ làm một tô nước mắm riêng. Ai ăn mặn thì đổ vô thêm, tại vì mẹ mình bị high blood á, cho nên giờ nhà nấu rất là lạt, ăn vừa thôi. Tại vì ai muốn ăn mặn thì có thể cho nước mắm vô thêm. Đây mình có hai tô nuôi, giờ mình múc ra mình ăn nha cả nhà nha. Hello cả nhà, hôm nay hai mẹ con mình ăn nuôi nha, thì mời cả nhà ăn nuôi với gia đình mình nha. Mời mẹ ăn. Mẹ ăn dịch. Này ăn chống dịch nè cả nhà. Ở nhà thêm tháng nữa. Bây giờ là nó bắt ở nhà thêm tháng nữa. Chỉ có đi chợ bú mà đi mới ra ngoài đường, nhưng mà mình gia đình cũng sợ không dám đi, cho nên nhà có gì nấu đó. Ăn gì cũng ngon rồi. Nuôi ngon rồi. Ngon. Mẹ bây giờ bị high blood cả nhà nha, nên không có ăn mặn. Mình muốn ăn thêm mình lấy nước mắm mình chấm. Gì là ngon à. Không vô ăn hay lắm rồi.
nuôi dễ nấu nhất. Món nuôi nấu sao cũng nhanh không có ăn. Nấu nước lên cái rồi bắt bỏ đồ gia vị vô rồi luộc nuôi lên là có nuôi ăn. Dài ngon hơn. Cái nuôi này con mua loại nuôi nhỏ. Nuôi mình mua loại nhỏ cả nhà ăn nó vừa ăn vừa ăn. Và luộc cũng nhanh nữa. Luộc nó nhanh chín lắm. Cho cái dai. Ăn mất tiêu quá. Ừ. Mất tiêu chay ngon. Mất tiêu trong cái cá ngon. Thơm. Tôm bự dài ngon ghê. Ngon. Vậy dễ ăn. Con nuôi mà ngán. Nuôi dễ ăn. Này giúp nuôi. Nhân này đỡ chất bột. Đỡ bột hả? Ừ. Tôm bự với da dễ thật. Dạ. Sực sực ngon. Tôm dai. Nuôi thông thường là nấu cái cà rốt, củ cải trắng đi. Này mình nấu cà rốt không? Con cũng bỏ. Nhà mình đâu có củ cải trắng à? Để su su cũng được. Đó, củ bỏ nước ngọt không? Ở New York cả nhà giờ bị quá trời luôn, giờ nó đưa một chiếc tàu á cả nhà, có bác sĩ y tá ai mà mổ xẻ thì lên chiếc tàu đó. Còn cái bệnh viện là nó để nó chứa cho những người bị nhiễm bệnh virus. Hỏi mong sao có vaccine sớm sớm cả nhà đỡ. Sơn cũng trong nằm. Chắc thuốc mà muốn có chắc cũng hết năm này mới hết. Không biết ơi chừng nào ra. Không biết chừng nào virus nó hơn ngừng. Ok cả nhà ơi, gia đình mình ăn tới đây thôi nha. Hai mẹ con mình ăn, hai tụi nuôi mình ăn hết rồi.
Cảm ơn cả nhà đã xem những cái video của gia đình mình. Hãy tiếp tục ủng hộ nha cả nhà nha. Mong cho hết mùa dịch sớm để mình đi ở ngoài đường quay cảnh quay đồ cho cả nhà coi, chứ giờ là ở nhà là chỉ có còn cái gì nấu cái đó ăn, quay lên cho cả nhà coi cho nó vui thôi. Thì mong cả nhà vẫn tiếp tục ủng hộ, đăng ký và like và share dùm cho gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà video clip lần sau. Bye bye.